Lần đầu tiên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, một bệnh nhân COVID-19 thể nặng đã phải chết dần chết mòn vì không được sử dụng giường chăm sóc đặc biệt ICU. Ngày hôm qua, chính quyền Seoul cảnh báo toàn thành phố chỉ còn đúng một chiếc giường chăm sóc đặc biệt ICU. Không chỉ tại thủ đô Seoul, hệ thống y tế của nhiều địa phương khác cũng đang rơi vào tình trạng quá tải. Cung cấp thêm được các giường bệnh cho bệnh nhân trong những ngày này sẽ rất khó khăn, và trong tương lai gần vẫn vậy. 10% số giường bệnh là được hệ thống y tế công quản lý, còn 90% còn lại thuộc về các bệnh viện tư. Thế nên chúng tôi đang phải nói chuyện với các bệnh viện tư để đảm bảo về số giường bệnh. Kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 4 tại nước này, Hàn Quốc đã cố gắng tránh được các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Nhưng lần này, các quan chức y tế Hàn Quốc cảnh báo, người dân nên thực hiện nghiêm túc các biện pháp giãn cách xã hội. Nếu không, rất có thể Hàn Quốc sẽ phải thực hiện lệnh phong tỏa. Đây là một quyết định khó khăn. Một số ủng hộ phong tỏa, một số thì không, vì lo ngại ảnh hưởng tới kinh tế. Chúng tôi sẽ phải đánh giá khả năng kìm hãm sự lây lan dịch bệnh và cả những tác động tới các nhà hàng, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Hiện chúng tôi vẫn đang bàn bạc và chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Phải nói thật là chúng tôi đã có một chút tự mãn sau khi thành công chống dịch lần trước. Số ca mắc COVID-19 thể nặng tại Hàn Quốc đã tăng gấp đôi trong 2 tuần qua, trong khi số ca tử vong cũng tăng nhanh chóng. Không ít số ca mắc mới COVID-19 xuất phát từ các cơ sở y tế và viện dưỡng lão. Theo giới chức nước này, số ca mắc mới không có triệu chứng hiện lên tới 31% và có tới 26% số ca mắc không rõ nguồn lây, khiến cho việc phát hiện và ngăn chặn lây nhiễm càng trở nên khó khăn hơn, nhất là trong mùa đông lạnh giá, có nhiệt độ lý tưởng cho virus lây lan.